Ôi trời mẹ ơi. Mười ngón chân mười thước. Cây có 3 mét này, cao 3 mét. 3 mét là không chết. Mày 3 mét tôi bước lên đây mà rớt xuống. À, rồi bị ba té bao lâu rồi? Hôm nay 4 năm rồi. 4 năm rồi. Nó bị vẹo cái xương sống. Rồi 4 năm rồi sao vẹo ai làm gì được? Không có làm gì được hết. Chỉ có nằm lá lốt với muối thôi. Ồ vậy à? Rồi 4 năm nay cứ nằm lá lốt vậy đó. Dạ. Mà hiện nay cái khó chịu nhất là gì? Cái khó chịu nhất là ngồi lâu nó bị tê tê. Ờ nhưng mà hồi té té sao té? Cái mông xuống. Té ngồi xuống. Ngồi xuống. Ở trên cây cái cành cây nó gãy cái ngồi xuống đó. Bà bẻ gì đó? Bà bẻ gì vậy? Leo chơi vậy đó. Leo chơi hả? Má ơi. Nhà quê đâu lận? Quê ở Bình Long á. Bình Long á. Ở Bình Điều á. Lên ngồi về nhúng nhúng gió trời vậy đó cho nó mát à. Má ơi bà này bà gan ghê á, ngồi hứng gió rớt cái đồ đuổi xuống. Trời đất ơi, bây giờ bà đi đứng đi coi sao. Trời đất ơi, coi má ơi coi kìa. Trời ơi đi vậy nè chứ đâu có chạy gì nổi phải không? Ngồi xuống thử coi, ngồi được cái nhiêu đó, tới đó thôi à. Ờ à. Mà bé xuống rồi á thì có người kéo lên cái này. Trời đất ơi. Ông ơi. Này là thiên tài luôn á. Má ơi. Tại còn trẻ năm 7 mấy tuổi mà đi đồng Phong Nha là cái đường Phong Đa. Ồ, đồng Phong Nha nha. Đứng về đi. Động thiên đường rồi nha. Rồi, đứng về đi. Rồi quay cái này ra sao? Này đưa lên. Ấp ấp, rồi cái tay này. Rồi xong luôn. Bây giờ nó bị sao xưng vậy? Tự nhiên nó xưng. Thôi đó coi, xưng rồi. Xưng khớp rồi. Biến dạng luôn à. Ba bị khớp luôn. Mà nãy giờ có nâng tay rồi hết hả? Rồi xích lên đây. Ở đây là có gọi là kêu bằng tam ban triều điện. Nhóm nhóm nhóm. Thấy chưa? Cái thứ nhất là bỏ lên cây rung cho rớt xuống. Thứ hai là treo cổ trên rớt đi để lên. Rồi, giỏi lắm. Bây giờ bao nhiêu tuổi? 82 tuổi. Dạ. Làm đơn thì xong chưa? Nhưng mà lỡ cái gì rồi sao? Dạ rồi. Coi như xong rồi. Dạ. Mẹ nha. Và mẹ đi gọng. Đừng có gọng. Cô má ơi. Sao rồi nghe sao? Là như thẳng tay. Thẳng tay phải không? Rồi nằm quay lên. Nằm quay quay người đó. Xích lại sát lên đó. Đó, ok. Co chứ người này đó. Rồi. Rồi, hồi té là té đúng ngay đây đúng không? Lưng cánh tao đi phải không? Té đi ngồi xuống thấy nó tê lên tới đầu. Tê tới đầu phải không? Ngay chỗ này đúng không? Tôi dựng ngay chỗ này nha. Im đi, im đi, im đi. Im. Quay đây, quay đây. Quay đây, quay qua đây. Rồi, làm thắng nè. Thì ok nè. Rồi, dịch qua hai bên luôn. Không, dịch qua bên. Ngồi dậy đi, ngồi dậy. Ngồi dậy đi, ôi trời ơi. Rồi,
rồi quay qua đây. Bây giờ bà không biết ngồi vừa quay chỗ nào nữa. Rồi đứng lên. Bây giờ nghe sao rồi? Nghe nghe lạ ha. Đi tì xuống bây giờ hết đi chưa? Nhẹ rồi đó. Đau nhưng mà nhẹ. Đau xuống. Đấy mà làm không đau được. Đúng không? Té nó, người té nó bị cật cái gân này quá. Rồi. Cái sao mà cái chân này không cong vô, cái sao mà nhờ người ta kéo ra. Ta kéo được rồi, đó, không cần, cái đó giờ không quan tâm. Giờ đứng dậy đi. Nha. Rồi bây giờ đi lại khác rồi đó. Đi ra cửa rồi đi nhanh lên, bước chân cao lên chút. Đó. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.